tháng 10 rồi, em về lại được không? Bác ơi, hoa sữa, mùi hoa sữa này. Bắt đầu lạnh rồi đấy. Em ra đường đừng có mặc đồ ngắn nữa, nghe không? Em ngồi sau lưng anh mà. Đâu phải lúc nào anh cũng ở bên em được. Bé ơi, tháng 10 năm nay mùa hoa sữa lại đến rồi. Anh còn nhớ biểu cảm nhăn nhó của em lúc rúc vào lưng áo anh khi đi qua đường Nguyễn Chí Thanh. Con đường dài khoảng 2 km nhưng lại có cả 100 cây hoa sữa. Loài hoa đặc biệt này có cách tỏa hương cũng rất đặc trưng. Đó là càng về đêm, hoa sữa lại càng tỏa ra ngào ngạt. Mà cô bé của anh thì lại luôn mải chơi, lúc nào cũng về trễ. Nhiều người giống em sợ cái mùi quá nồng nàn mà hăng hắc của nó. Ấy thế mà nhiều người xa Hà Nội lại thèm ra giết thứ mùi đó. Họ thèm cảm giác được nhâm nhi tách cà phê giữa đá và nhấn nha người mùi hương thoang thoảng phả vào trong không khí. Em ơi, Hà Nội sau những ngày phong tỏa nay đã nhộn nhịp trở lại rồi. Anh thèm được chờ em dạo quanh những con phố. Trên Facebook người ta đăng ảnh đi Hồ Tây, những cốc trà sữa có vị mà em thích, và cả những cốc cà phê 2 lần nóng hổi mà anh vẫn thường mua mỗi sáng. Những ngày đầu giãn cách là cuối tháng 7, khi ấy trời còn oi và nóng lắm. Mấy tháng trôi qua dưới căn nhà đã cũ, khi anh chỉ biết đếm thời gian qua ô cửa kính, nhìn ra những con đường vắng người qua lại. Ấy mà bây giờ đã tháng 10, những tán cây không còn đứng im dưới cái nắng 36 độ, đã lắc lư nghiêng ngả và siêu vẹo khi có những đợt gió to. Người ta chỉ còn nhìn thấy vầng trời vàng cam vào những khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn mà thôi. Bầu trời độ này chỉ còn một màu u ám, tự như nó có thể trút cơn mưa xuống bất cứ lúc nào. U ám như cái ngày anh nhận cuộc điện thoại của một người lạ báo rằng em tai nạn ở đường Vành Đai, con đường mà anh vẫn hay chờ em về. Anh không còn gọi nổi tên cảm xúc của mình khi ấy, chỉ biết chạy đến chỗ em khi hai tay đã ủ hết đi và nước từ đâu chảy ràn rụa đôi mắt anh. Bé ơi, em mở mắt nhìn anh đi. Hoa sữa tuy có khó ngửi một chút nhưng vẫn hơn là nơi đó lạnh lẽo. Còn anh chẳng cách nào bảo vệ em nữa. Anh không rõ ý nghĩa loài hoa baby, nhưng em biết mùi của nó không khiến em cảm thấy khó chịu. Đó cũng là loài hoa mà em thích. Chỉ là đón nó bây giờ không phải là cánh tay em thường ôm anh, mà là phần mộ lạnh lẽo có bức ảnh im cười. Nhưng nó cũng sẽ trong tàn và sơ xác như cõi lòng của anh bây giờ. Anh không rõ khi nào trên nhành cây thì những bông hoa sẽ rụng xuống, như cái cách anh không biết và không hình dung nổi sự chóng váy khi thiên đàng gọi tên em. Ta đã hẹn qua Tết về sẽ gặp hai bên gia đình. Tết này trên xe chẳng còn em nữa. Thoáng nghe trên radio người ta phát bài hẹn yêu, em có nghe thấy không? Em nở anh một câu.